keo để phòng ngừa thôi. Cái nhìn của cậu dịch chuyển từ Omaha sang Safia. Một cảm giác không thoải mái bỗng đè nặng. Penter bước tới tay mở rộng, anh tự giới thiệu, bắt tay hai người. Chỉ tới lúc này anh mới đưa mắt nhìn Safia xem liệu nàng có ổn không. Nàng kịp nhận ra anh đang muốn kéo dài thời gian để nàng kịp tự chấn tĩnh. Đây là đồng nghiệp của tôi, Tiến sĩ Coran Novak, nhà vật lý học từ Colombia. Danny thằng người dậy rõ ràng như nuốt lấy cái nhìn ngấu nghiến về thân hình cô. Cậu nói rất nhanh. Đó là nơi tôi tốt nghiệp, Colombia, đúng vậy. Coran liếc nhìn tơ như thể xin được phép nói. Không hề có sự khẳng định từ bên ngoài, nhưng cô chỉ nói thế giới thật nhỏ. Danny mở miệng định nói điều gì, xong lại thôi. Cặp mắt cậu vẫn theo dõi nhà vật lý khi cô bước sang một bên. Clay Bishop bước đến bên họ. Safia giới thiệu, cảm thấy sự khuây khỏa qua những lề thói thông thường. Còn đây là sinh viên mới tốt nghiệp, Clay Bishop. Cậu ta nắm chặt tay Omaha bằng cả hai tay mình. Thưa ngài, tôi đã đọc luận văn của ngài về con đường buôn bán ba tư dưới thời vua alexander đại đế tôi hy vọng có điều kiện thảo luận với ngài về một vài công trình thám hiểm dọc theo biên giới iran afghanistan omaha quay lại safia và kara tại sao cậu ta chỉ gọi tôi là ngài kara dừng chuyện giới thiệu rồi vẫy mọi người bước tới chỗ cổng vòm lâu đài có đủ phòng cho mọi người các vị có thể rửa mặt trước bữa ăn tối rồi thoải mái sau đó. Cô dẫn đường vào tòa lâu đài, đôi giày hàng hiệu Fendi gõ mạnh xuống sàn nhà cổ theo mỗi bước chân. Nhưng cũng không nên thoải mái quá ở đây, vì chúng ta sẽ rời đi sau 4 giờ nữa. Một chuyến đi bằng máy bay nữa ư? Cleby nói, cố che giấu vẻ bất mãn. Omaha vỗ vai cậu ta. Không hẳn vậy ít nhất sẽ có một điều hay từ mớ bòng bong chiều nay. Anh ta gật đầu với Kara. Thật hay là có bạn bè ở những vị trí quan trọng, đặc biệt là những ông bạn có các loại đồ chơi đẹp. Kara trao mày với anh ta. Thế nào, chuyện sắp xếp mọi thứ đã ổn hết chưa? Đồ thiết bị và hậu cần đã được tập kết rồi. Safia nhìn họ, trên đường tới đây, Kara đã có vài cuộc điện thoại gay gắt với Omaha, lãnh sự Anh và văn phòng của quốc vương. Chả hiểu kết quả ra sao, nhưng xem ra không làm cho Kara hài lòng như Omaha. Thế còn những con ma thì sao? Kara hỏi. Họ sẽ đợi chúng ta ở đó. Omaha nói với cái gật đầu. Những con ma ư? Clay hỏi. Trước khi mọi người kịp trả lời, họ đã tới một căn phòng lớn dẫn đến khu vực phía nam dành cho khách. Kara gật đầu với người bồi rượu đang đứng chờ. Mái tóc hoa dâm trải bóng mượt, tay chắp sau lưng, mặc bộ đồ đen và trắng thuần túy ăn lê. Henry, liệu bác có thể dẫn khách vào phòng của họ được không? Henry đã từng phụ trách đám người phục vụ ở đây từ khi Safia còn là một đứa trẻ. Xin mời đi theo lối này cả nhóm theo sau. Kara gọi với theo. Bữa ăn tối sẽ ăn trên tầng thượng trong 30 phút nữa. Nghe như mệnh lệnh hơn là một lời mời. Safia bước sau những người khác. Này, cậu làm gì vậy? Kara hỏi, nắm lấy tay nàng. Căn phòng cũ của cậu đã được lắp điều hòa sẵn sàng cho cậu rồi. Rồi dẫn nàng về tòa nhà chính. Safia nhìn xung quanh khi họ bước đi. Chả có mấy thay đổi. Ở nhiều khía cạnh, tòa lâu đài trông giống như cái bảo tàng hơn. Những bức tranh sơn dầu trên tường, dòng họ Kensington đã có từ thế kỷ thứ 14. Chính giữa căn phòng là một cái bàn ăn lớn bằng gỗ sồi nhập từ Pháp, cũng như bộ đèn chùm Baccarat rất lâu đời treo ở phía trên. Safia đã từng tổ chức kỷ niệm sinh nhật lần thứ 12 của nàng ở đây nàng vẫn nhớ những ngọn nến âm nhạc và không khí hội hè cùng với tiếng cười luôn luôn có những tiếng cười tiếng bước chân của nàng vọng lại trống rỗng khi đi vòng một lượt căn phòng dài cara dẫn nàng đến khu vực riêng biệt của gia đình khi lên năm tuổi safia đã được dẫn từ trại mồ côi về lâu đài để đóng vai trò như một đứa trẻ cùng chơi với cara đây cũng chính là căn phòng đầu tiên nàng có được của riêng mình, với một bồn tắm riêng. Tuy vậy, hầu hết mọi đêm nàng đều ở trong phòng của Kara. Hai đứa trẻ thì thào về chuyện tương lai chả bao giờ tới. Họ dừng lại bên ngoài cửa phòng. Bỗng nhiên, Kara ôm nàng thật chặt. Thật là vui, có cậu trở về nhà lần này. Đáp lại cái ôm thật sự thân tình đó, Savia đã cảm nhận được cô gái phía sau người đàn bà, người bạn lâu nhất và cũng thân thiết nhất của mình. Về nhà và chính vào lúc này, nàng gần như tin vào điều đó. Kara cửa quậy, đôi mắt sáng rực phản chiếu ánh sáng từ bức tường. "Omaha." Safia hít một hơi thật dài. "Mình ổn, mình nghĩ đã sẵn sàng." Nhưng khi nhìn thấy anh ta Anh ta chẳng thay đổi gì cả Đúng vậy Cara cau mày nói Safia cười Rồi ôm bạn thật chặt Mình thực sự ồn ma Thật đấy Cara mở cửa Mình đã chuẩn bị nước tắm rồi Có quần áo sạch trong tủ quần áo Hẹn gặp lại cậu ở bữa tối Cô ta bước đi dọc theo gian sảnh ngang qua căn phòng cũ của mình rồi tiếp tục ngang qua những cánh cửa khắc gỗ rẻ cho đến cuối bức tường khu vực dành cho những người chủ của lâu đài những căn phòng trước đây của cha cô safia quay lại rồi đẩy cửa bước vào phòng của mình bên trong là một phòng hẹp có trần cao trước đây dùng để làm phòng chơi nhưng giờ đã là phòng học riêng nàng đã nghiên cứu để thi vấn đáp lấy bằng tiến sĩ tại căn phòng này vẫn thoang thoảng mùi hoa nhài, loại hoa ưa thích nhất của nàng. Nàng đi qua căn phòng để bước tới phòng ngủ ở bên kia. Chiếc giường được phủ bằng vải lụa, trông như thể chưa hề được sử dụng tới từ khi nàng rời đây đi Tết Avit bao lâu rồi. Những kỷ niệm đau đớn đó giờ đây như nhẹ đi khi nàng lấy tay vuốt phẳng một chỗ gập trên tấm lụa Casamia Một cái tủ áo đứng ở phía đằng kia. Gần những cửa sổ nhìn ra một khu vườn đầy bóng mát. Những thảm cây trồng xem ra có vẻ cao lên nhiều từ khi nàng thò đầu nhìn ra ngoài lần trước. Xen lẫn có cả những ngọn cỏ. Tất cả làm nàng thấy như mình mất mát quá nhiều. Tại sao mình lại trở lại đây? Tại sao lại ra đi? Hình như nàng chẳng thể nào chấp nối được quá khứ và hiện tại. Tiếng nước chảy bỗng thu hút sự chú ý của nàng đến căn phòng tắm liền kề. Không còn nhiều thời gian đến bữa ăn tối, nàng cởi quần áo, vứt chúng lên sàn nhà phía sau mình. Nước phun phì phì vào bồn tắm với tiếng thì thầm nhưng nghe vẫn rất rõ, hoặc có thể do mùi hoa nhài thoang thoảng trong phòng. Cảnh tượng này làm nàng nở một nụ cười mệt mỏi. Nàng bước vào bồn tắm, nghĩ mình không thể nhìn thấy tận đáy bồn qua làn nước rồi nàng ngồi sụp xuống, nhúng cầm vào bồn nước đang bốc hơi nghi ngút, lưng tựa vào vách, tóc xõa trên mặt nước. Có cái gì đó sâu thẳm hơn cả những cơ bắp mỏi nhừ, lúc này như lòng ra, thoải mái. Nàng nhắm mắt lại. Về nhà. 8 giờ 2 phút tối. Người lính gác đi tuần dọc theo lối đi, đèn pin trong tay, dọi tia sáng vào con đường dài sỏi. Bàn tay kia của anh ta quẹt một cây diêm vào bức tường đá vôi phía ngoài tòa nhà Kensington. Ngọn lửa bùng ra nhỏ nhoi. Anh ta không để ý một bóng đen trùm áo khoác đen đang treo trong bóng tối. Khuất sau tán lá rộng của cây trà và xòa xuống bờ tường. Ánh sáng xua tan bóng tối, đe dọa chiếu tới kẻ đang trèo. Cassandra kéo cỏ chiếc súng bắn dây kéo tiếng động nhẹ phát ra từ khẩu súng được lau chùi cẩn thận làm một trong biết bao nhiêu con chó hoàng chạy lang thang trên đường phố muscat chu lên đôi bàn chân ả sỏ trong giày trượt vọt lên bức tường khi người ả trượt lên theo sợi dây thép mảnh mai vừa được khẩu súng bắn ra lên đến bờ tường ả nhoài người lao lên trên rồi nằm bẹp xuống những mảnh thủy tinh sắc nhọn được cắm trên nóc bức tường để ngăn cản những kẻ trèo vào nhưng chúng không thể chọc xuyên qua bộ quần áo hạng nhẹ kẹp lép màu đen và đôi găng tay tuy vậy cô ả à vẫn thấy có một vật sắc xoẹt qua thái dương bên phải chiếc mặt nạ đã che giấu và bảo vệ tất cả khuôn mặt cô ả à, trừ một phần nhỏ trước mũi đôi kính nhìn xuyên màn đêm vẫn ở trên trán sẵn sàng được sử dụng ống kính của nó cho phép quay được một giờ băng và nối với tai nghe trộm rất nhạy chính là thiết kế của Peter Crowley ý nghĩ này làm cô ả à mỉm cười ả à thích chuyện hài hước dùng chính những gì của kẻ địch để đánh lại hắn Cassandra nhìn gã lính gác biến mất sau góc tòa nhà ả à vặn tháo nòng khẩu súng compact rồi lăn ngửa người rút một băng đạn từ thắt lưng lắp vào xong rồi xoay người lại rồi bò dọc theo bức tường Hướng về phía tòa nhà chính Bức tường ngoài Không dẫn vào lâu đài Nhưng bao bọc cả khu vực Trong khoảng cách 10 mét Những mảnh vườn nhỏ phủ lớp khoảng trống Hoặc bị chia cắt thành những mẫu vườn nhỏ hơn Có những bụi cây lúp xúp Xen lẫn là những vòi phun nước Tiếng nước rào rào Nghe thật vui tai Khi cô ả à vẫn bò dọc theo bức tường Trước đó Ả à đã thám thính lâu đài Để bảo đảm những chi tiết an ninh Do hiệp hội cung cấp là chính xác. Tốt hơn hết không nên chỉ tin vào giấy mực. Chính à, cũng đã kiểm tra các vị trí lắp đặt camera, quy luật lính gác và sơ đồ bố trí của tòa lâu đài. Nằm ép xuống tán lá xòe rộng của một cây trà vả khác, à bò chậm hơn tới khu vực lâu đài được thắp sáng rực rỡ. Một cái sân nhỏ với những cửa sổ vòm nhìn xuống một phòng ăn dài. Những ngọn nến cắm sen kẽ bông hoa rực rỡ, trôi trên các chậu bằng bạc đặt trên bàn ăn. Ánh sáng chiếu rực rỡ vào những đồ vật pha lê và gốm bày ở đó. Những bóng người hòa vào nhau trước bàn ăn giải khăn lụa. Những người phục vụ chạy đi chạy lại, bận rộn, rót nước và mời rượu vang. Nằm bẹp xuống để giấu mình, Cassandra chụp đôi kính nhìn đêm vào mắt. À chưa cần dùng đến bộ phận xem đêm mà chỉ mở ống kính rộng và gần hơn. Bộ tai nghe truyền rất rõ những cuộc đối thoại được khuếch đại. À phải hướng cần anten về phía đó để có thể nghe rõ. À biết hết những người có mặt tại đó. Gã sinh viên tốt nghiệp cao kều Klebisop đứng gần cửa sổ, trông có vẻ bối rối. Một nữ tiếp viên trẻ đang rót rượu vang vào cốc, nhưng anh ta lắc đầu nói từ chối bằng tiếng Oman. Đằng sau anh ta Hai người đàn ông đang chọn món trên một khay đồ ăn truyền thống Oman với những món thịt, phò mát dê, ô liu và trà và. Tiến sĩ Omar Hadun và em trai anh ta Danny. Cassandra biết hết việc họ đã thoát được khỏi vụ bắt cóc trước đó. Tuy vậy, à vẫn quan sát hai kẻ đó. À biết rằng không nên đánh giá thấp đối thủ của mình. Sự thất bại nằm trên con đường đó. Ở hai gã này có sức mạnh nên cần phải giám sát. Omaha ăn một quả ô liu. Trong khi cậu tắm, anh đã xem dự báo thời tiết trong bản tin địa phương. Bão cát đã ngưng trệ mọi hoạt động của thành phố Kuwait, bốc cả một đụn cát xuống trục đường chính. Cậu em nói câu gì đó nghe không rõ, hình như có vẻ không để ý lắm. Cặp mắt cậu ta dõi theo một người đàn bà tóc vàng ở phía bên kia phòng. Coranovac, một điệp viên của Sigma thay thế ả. À. Cassandra hướng sự chú ý tới địch thủ của mình. Sự lạnh lùng của cô ta xem ra hơi quá mức. Nếu như nhớ lại việc cô ta bị hạ một cách quá dễ dàng và bất ngờ ở bảo tàng. Cặp mắt của ả à nheo lại với vẻ bực bội. Đây là kẻ thay thế ta bên cạnh Penter à? Một kẻ mới toanh ngựa Sigma. Chả có sự kỳ diệu nào xảy ra cả. Theo gót người đàn bà, Penter xuất hiện, cao, mặc quần và áo sơ mi màu đen, vừa lịch sự vừa thoải mái. Ngay cả từ trên bức tường cao, À cũng nhận ra anh đang quan sát căn phòng từ đuôi mắt. Anh ta đang ghi nhận mọi thứ, phân tích, tính toán. Ngón tay À túm chặt vào những mảnh thủy tinh lởm chởm gắn trên tường. Anh ta vạch trần À, đe dọa vị trí của À ở hiệp hội, đẩy À xuống vị trí thấp kém ả à đã mất hàng năm trời chui sâu hoàn thiện vị trí của mình là điệp viên hàng đầu giành được sự tin tưởng của đồng nghiệp và cuối cùng thậm chí cả điều gì đó bên ngoài sự trung thành thuần tí nỗi bực bội trào lên trong ngực ả à, nhức nhối hắn đã cướp đi của ả à tất cả đẩy ả à ra ngoài rìa cánh gà giới hạn vai trò của ả à khỏi những phi vụ yêu cầu hoàn toàn giấu tên ả à nhô người lên rồi tiếp tục bò theo bức tường. À, đang thực thi nhiệm vụ. Phi vụ đã bị Penter phá hỏng tại bảo tàng. Và à thừa biết sự may rủi kèm theo. Đêm nay, à không thể thất bại được. Không gì có thể ngăn cản à được. Cassandra đi vòng về phía góc xa của lâu đài, tới điểm sáng duy nhất ở sau tòa nhà. À nhòm người dậy rồi chạy trong khoảng cách cuối cùng. Không thể mạo hiểm trượt mục tiêu được cuối cùng thì ả à cũng dừng lại ở một cánh cửa sổ nhìn xuống một cái vườn không được mấy trăm chút qua cánh cửa sổ ả à thấy hơi nước bốc lên mù mịt một người đàn bà nằm trong bồn tắm cassandra quan sát căn phòng khác rỗng không ả à lắng nghe không một tiếng động hài lòng cassandra hướng khẩu súng bắn dây về phía ban công tầng trên bên tai trái ả à, bỗng nghe người đàn bà lầm bầm nghe rất lạ. Một tiếng kêu như bị nghẹn lại. Không, không bao giờ. À bóp cò, sợi dây vụt đi trong gió, kèm theo một tiếng động nhỏ, móc câu bay lên trên tầng ba. Kéo thử móc dây chắc chắn, rồi à lao từ bức tường về phía cái vườn phía dưới. Gió rít lên, tiếng chó sủa ở con đường kề bên. À nhảy xuống nhẹ nhàng, rồi tựa người vào bức tường có cửa sổ, Tài lắng nghe tiếng báo động. Im lặng. À kiểm tra cửa sổ, nó bị mở toang hoác, có thể nhét ngón tay vào. Bên trong, người đàn bà vẫn lầm bẩm trong mơ. Tuyệt. 8 giờ 18 phút tối. Safia đứng tại phòng chờ ở một bệnh viện lớn. Cô bé biết điều gì sắp xảy ra. Phía kia, cô phát hiện một người đàn bà lưng cúi gập tập tễnh đi vào. Khuôn mặt và cả thân hình đều bị che lấp bằng chiếc khăn trùm kín. Cái bọc dưới tấm áo choàng lúc này nhìn rất rõ, không giống như ban nãy. Safia lao ngang qua phòng chờ, cố ngăn chặn điều sắp xảy ra. Nhưng trẻ con vẫn chật cứng dưới chân cô, túm lấy cô, giật tay cô. Cô cố gắng gạt ra, nhưng chúng vẫn kêu khóc cô khựng lại, không biết nên dỗ hay đẩy chúng. Phía trước, người đàn bà biến mất vào đám đông ở chỗ bàn. Safia không còn nhìn thấy mặt bà ta nữa. Nhưng người y tá bệnh viện đã giơ tay lên chỉ vào Safia. Tên cô được gọi, giống như trước. Đám đông tản ra. Người đàn bà đó được phát hiện khoác cái áo choàng mỏng. Hai bên xẻ ra như những cái cánh. Không, savia hét lên cô không đủ không khí để nói để cảnh báo rồi một tiếng nổ kinh hoàng ánh sáng trói lòa và không nghe thấy gì nữa mọi vật trở lại trong giây lát nhưng không nghe được gì nữa cô nằm ngửa nhìn những ngọn lửa cháy dọc trên trần cô cố lấy tay che mặt tránh cái nóng nhưng nó ở khắp nơi quay đầu lại cô thấy trẻ em nằm la liệt một vài đứa bị cháy như ngọn đuốc Đứa khác đập vào đá, một đứa ngồi lưng tựa vào một cái bàn lộn ngược, không thấy khuôn mặt nó đâu cả. Một đứa khác với lấy cô nhưng không thấy tay, chỉ toàn máu. Giờ đây, Savia hình dung ra tại sao cô không thể nghe được. Thế giới đã biến thành một con suối chảy về nơi vô định. Những tiếng thét không phải từ mồm lũ trẻ mà từ chính mồm cô. Rồi có một cái gì đó chạm vào cô safia bừng tỉnh trong bồn tắm vẫn bị nghẹn lại bởi tiếng hét nó luôn luôn ở trong nàng cố thoát ra nàng lấy tay bịt miệng lại cố không khóc giữ những thứ gì ở bên trong nàng dùng mình trước dòng nước mát cánh tay ôm chặt trước ngực thật chặt chờ cho đến khi tiếng vọng của cuộc tấn công dịu đi chỉ là giấc mơ Nàng ước gì có thể tin điều đó Nhưng giấc mơ vẫn chờ đợi Cách đó chưa đầy gang tay Nó không đơn giản chỉ là một cơn ác mộng Tất cả những điều đó đã xảy ra Tất cả do lỗi tại nàng Vị lãnh tụ Hồi giáo địa phương đã cố ngăn cản nàng không khai quật những ngôi mộ trên các ngọn đồi ở bên ngoài thành Quy Ram. Nàng không chịu lắng nghe, quá tự tin vào sự trở che của công cuộc nghiên cứu thuần túy. Năm trước đó, Safia đã mất 6 tháng để giải mã một khu đất duy nhất. Nó cho thấy một đống những văn bản có thể được chôn cất ở đó. Có thể chính là nơi cất giữ của những tờ gấp biển chết nổi tiếng. Hai tháng khai quật chứng tỏ mình nói đúng. Nàng đã khai quật được 40 cái vò chứa đựng một thư viện tiềm tàng những văn bản tiếng Ả Rập cổ, trở thành một phát hiện của năm. Nhưng nó phải trả giá quá đắt một nhóm quá khích đã tức tối trước việc đào bới các di tích thánh địa hồi giáo thiêng liêng đặc biệt do một người phụ nữ có dòng máu pha trộn quan hệ gần gũi với phương tây hoàn toàn không biết gì safia đã trở thành mục tiêu chính là máu và mạng sống của những đứa trẻ vô tội đã trả giá cho sự nhiệt tình của nàng nàng chỉ là một trong ba nạn nhân sống sót Safia đã cầu nguyện đừng có những phép màu như vậy nữa trong cuộc sống của mình. Nó phải trả giá bằng một cái giá quá đắt. Safia mở mắt, những ngón tay vẫn đan vào nhau. Sự bực bội đã sưởi ấm nỗi đau và cảm giác tội lỗi. Bác sĩ điều trị cho nàng nói điều đó hoàn toàn là phản ứng tự nhiên. Nàng cần cho phép mình cảm thấy sự bực bội đó. Tuy vậy, nàng vẫn cảm thấy xót xa về sự bực bội của mình nàng ngồi thẳng dậy nước bắn tung tóe vào thành chậu và những phiến đá để lại những dòng nước đầy mùi hương nhài trên sàn dưới nước có vật gì đó cọ vào đầu gối nàng cái gì đó mềm mại như một cánh hoa nhưng nặng hơn safia bỗng thấy thật căng thẳng như một con thỏ phải đứng trước ánh đèn pha nước trong bồn rút hết chỉ còn lại những cánh hoa nhài vương lại trên đáy bồn, rồi chậm chạp, một hình hài chữ S uốn lượn hiện ra. Safia lạnh cứng người. Đầu con rắn nhô lên từ đám cánh hoa, vẫn còn vài cánh hoa vướng vào cái đầu màu nâu sẫm của nó. Đôi mắt của nó chuyển sang màu đen, như thể đang nhìn chằm chằm vào nàng. Safia hiểu rõ về loại rắn đang ở trước mặt mình. Nó có tên khoa học là Echid Pyramidum. Tất cả trẻ con ở Oman đều biết cách tìm ra những dấu vết của loài rắn này. Trên mình nó có hình chữ thập. Ở đây có nghĩa là chết chóc, chứ không phải là cứu rỗi như trong kinh thánh. Loại rắn này là độc nhất vô nhị ở khu vực, thường trú ngụ trong bóng dâm, treo lủng lẳng ở những thân cây. Nọc độc của nó khi ngấm vào có thể làm cho người bị rắn cắn chết ngay trong vòng 10 phút. Con rắn di chuyển rất nhanh và đớp mạnh nên người ta vẫn cho là nó có thể bay được. Con rắn dài tới 1 mét trườn qua bồn tắm về phía Safia. Nàng không dám động đậy hoặc làm gì khiêu khích nó cả. Chắc nó trườn vào bồn nước khi nàng đang ngủ, tìm chỗ ẩm ướt. Nó chạm tới bụng nàng, đầu ngóc lên, lưỡi phun phì phì Safia cảm thấy nó chạm vào làn da của mình khi con rắn tới sát hơn. Như cảm thấy không có gì nguy hiểm, nó lại bò tới bụng nàng, trườn lên ngực trái, dừng lại thẻ lưỡi ra. Làn da nó ấm chứ không lạnh lẽo, con rắn dịch chuyển thật nhẹ nhàng. Safia không dám thở mạnh. Nàng cố giữ thật yên, nhưng liệu có thể nín thở được bao lâu? con rắn có vẻ như tìm thấy nơi ẩn nấp lý tưởng, nằm trành ảnh trên ngực nàng. Biểu hiện của nó thật kỳ quặc. Tại sao nó không đánh hơi rồi nghe tim nàng ra sao? Đi đi, nàng cầu mong, nếu như nó có thể lui về căn phòng, tìm một góc nào đó ẩn nấp, cho nàng cơ hội trèo ra ngoài bồn tắm. Nàng thấy nhu cầu cần có không khí trở thành một vết đau nhói trong ngực và một áp lực sau đôi mắt thôi hãy đi đi con rắn lại thở phì phì với cái lưỡi đỏ của nó bất cứ nó cảm giác được điều gì có vẻ như làm nó hài lòng rồi lại nằm yên tại chỗ những ngôi sao nhỏ như nhảy múa trong mắt làm nàng thật căng thẳng vì thiếu oxy chỉ cần khẽ động đậy nàng sẽ chết ngay thậm chí ngay cả nếu như thở rồi một bóng đen chuyển động ngoài cửa sổ thu hút sự chú ý của nàng. Hơi nước bám vào cửa kính làm cho hình ảnh mờ hẳn đi, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. Có ai ở ngoài đó? VTC nào?